Thưa quý vị và các bạn, thời tiết khu vực Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội hôm nay, tiếp tục trải qua một ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với mức nhiệt vượt trên 38 độ. Thời tiết này thật bất lợi để các bạn nhỏ được ra khỏi nhà đi chơi nhân ngày quốc tế thiếu nhi của mình. Và các gia đình đành phải chờ đến chiều tối mới có thể đưa các cháu đi chơi được, khi nền nhiệt tối và đêm nay hạ từ 7 đến 8 độ so với ban ngày, chỉ còn từ 30 đến 32 độ. Sang đến ngày mai, Hà Nội vẫn nắng nóng gay gắt, ngày nắng chang chang, đêm chưa thể có mưa, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp, chỉ nằm trong khoảng từ 45 đến 60%, nên trời sẽ nóng và khô. Hình thái thời tiết này được dự báo sẽ tiếp diễn đến hết tuần, nhiệt độ cao nhất duy trì trong khoảng từ 37 đến 38 độ. Vào ngày Chủ nhật, mưa có thể sẽ xuất hiện, giúp cho nền nhiệt ban ngày hạ xuống đôi chút, chỉ còn khoảng 35 độ. Trong những ngày trời nắng nóng gay gắt như thế này, để tránh những ảnh hưởng đến sức khỏe, người dân cần hạn chế đi ra ngoài trời vào khung giờ nắng nóng đỉnh điểm từ 12 đến 15 giờ. Nếu buộc phải ra đường, cần chú ý mặc trang phục chống nắng nóng, đeo kính ngăn được tia UV, chủ động uống nước trước khi khát, bổ sung vitamin để tăng sức đề kháng cho cơ thể. Còn sau đây là thông tin thời tiết các khu vực Hà Nội trong ngày mai. Khu vực phía tây thành phố từ Phúc Thọ, Đan Phượng xuống Chương Mỹ, Hà Đông, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Khu vực phía nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Mỹ Đức, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ. Hình thái thời tiết này cũng sẽ diễn ra tại khu vực huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, với nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, ngày nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Còn bây giờ là phần dự báo chi tiết của khu vực Hà Nội trong 3 ngày tới và các tỉnh thành trên cả nước. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại!